thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm đã đạt được những kết quả cụ thể như sau. Một nhỏ về công tác tuyên truyền giáo dục. 1.1 Công tác giáo dục truyền thống pháp luật đạo đức lối sống. Công tác tuyên truyền các luật, bộ luật liên quan trực tiếp đến học sinh được đẩy mạnh thông qua các giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp, chuyên đề, bài thi, tìm hiểu. Đoàn trường đã chủ động xây dựng các mô hình giải pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên học sinh. Ban chấp hành đoàn trường luôn lấy việc giáo dục chính trị, tư tưởng, cách mạng cho đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ hàng đầu, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đoàn cấp trên của Đảng bộ về việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, rèn luyện tác phong, tinh thần yêu quê hương đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần tương thân tương ái. Tiếp tục triển khai kế hoạch của Trung ương đoàn, thành đoàn, huyện đoàn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của đoàn các cấp tới đoàn viên thanh niên. 1.2 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn. Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên luôn luôn được đoàn trường chú trọng. Các hoạt động được tổ chức sôi nổi dưới nhiều hình thức như lễ khai giảng, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lễ kỷ niệm Ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, lễ bế giảng, hội diễn liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, v.v. Qua đó góp phần giáo dục và bồi đắp cho đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc, của quê hương, truyền thống vinh quang của Đảng, đoàn, nhận thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc học tập, rèn luyện, xây dựng quê hương đất nước. Hai nhỏ, kết quả thực hiện các phong trào của đoàn. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học được quan tâm. Đối với chi đoàn giáo viên, 100% các đồng chí thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của trường. 100% các đồng chí biết khai thác và sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng vào công tác giảng dạy. Trong đợt thi đua 20 tháng 11, các đồng chí đều đăng ký dạy tốt, sử dụng giáo án điện tử, dùng các thiết bị hiện đại để hỗ trợ bài giảng. Các đồng chí giáo viên trẻ đều yêu nghề, tích cực sáng tạo cho công tác giảng dạy, đầu tư, suy nghĩ cho chất lượng từng tiết dạy, được học sinh tin yêu và hội đồng giáo dục nhà trường đánh giá cao. Các đồng chí đoàn viên giáo viên được giao dạy đội tuyển học sinh giỏi đều đạt kết quả cao. Cấp thành phố đạt 68 giải, trong đó có 5 giải nhất. Đối với chi đoàn học sinh, về tu dưỡng đạo đức tác phong, đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, thực hiện nghiêm túc nội quy, nề nếp học đường. Số lượng đoàn viên thanh niên vi phạm nội quy ít, có ý thức xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như chi đoàn A1, A4, B2, B7, A3, C1. Kết quả hạnh kiểm tốt 1.182, đạt tỷ lệ 94,79%. Hạnh kiểm khá 60, đạt tỷ lệ 4,81%. Về học tập, kết quả học lực giỏi 765, đạt tỷ lệ 61,35%. Khá 408, đạt tỷ lệ 32,72%. Trung bình 73, đạt tỷ lệ 5,85%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tỷ lệ đỗ cao đẳng đại học đạt 80%. 9 học sinh có điểm xét tuyển đại học từ 28 điểm trở lên. Trong đó có học sinh Đỗ Trung Kiên, lớp 12A4, đạt 29,55 điểm. Trong kỳ thi khoa học kỹ thuật thành phố, đạt 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. Trong kỳ thi Điền kinh cấp thành phố, đạt 1 huy chương đồng,
Trong kỳ thi vật tự do cấp thành phố đạt 1 giải nhì, 2 giải ba. Trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam lần thứ 4 đạt 1 giải nhì. Trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đạt 5 giải khuyến khích. Trong cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến sử dụng Internet đạt 5 giải khuyến khích. Về công tác xã hội hóa, 100% các lớp đã thực hiện công tác xã hội hóa và đạt tổng số tiền 545.940.000 đồng. 100% các lớp đã trang bị TV và mạng Internet để phục vụ học tập và các hoạt động giáo dục khác. 28 trên 28 lớp đã trang bị điều hòa nhiệt độ. Thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông thông qua việc thực hiện hiệu quả chương trình đoàn viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, mô hình cổng trường an toàn giao thông được đánh giá cao. Ba nhỏ, kết quả thực hiện các chương trình đồng hành. Trong năm học vừa qua, đoàn trường đã phát động ủng hộ học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền ủng hộ là 40 triệu đồng, tặng 74 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu. 100% các chi đoàn tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn, học sinh khó khăn, mua tăm tre nhân đạo, bút, thước của Hội Người Khuyết Tật huyện và thành phố với tổng số tiền 54.165.000 đồng. Qua đó góp phần giáo dục thêm ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng và xã hội. Tiếp tục duy trì tổ chức chương trình tư vấn và tiếp sức mùa thi với sự tham gia tư vấn của các giảng viên cao đẳng, đại học, các thầy cô giáo có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện đại học. Bốn nhỏ, công tác xây dựng tổ chức đoàn tham gia xây dựng đảng. Ngay từ đầu năm học, đoàn trường đã cử 28 bí thư của 28 chi đoàn tham dự lớp tập huấn công tác đoàn để được trang bị nắm bắt các nội dung nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, cũng như kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại trường, nhằm rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm cho đoàn viên thanh niên. Chỉ đạo tổ chức kiện toàn ban điều hành liên chi hội liên hiệp thanh niên trường, kết nạp cho học viên khối 10 đầu năm học, bồi dưỡng giúp đỡ hội viên thanh niên kết nạp đoàn với hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 357 thanh niên. Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức lễ kết nạp và phát thẻ đoàn cho thanh niên ưu tú vào đoàn. Đoàn trường tiếp tục duy trì nghiêm túc thực hiện các bước trong chương trình thu hút 100% đoàn viên thanh niên tham gia, đánh giá, phân loại đoàn viên, khen thưởng kịp thời và tổng kết vào dịp cuối năm với 7 tập thể xuất sắc tiêu biểu A1, A4, A3, A7, B2, B7, C1 và 21 cá nhân xuất sắc được tuyên dương. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn, hội trong trường học theo quyết định số 13 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được Ban chấp hành đoàn trường tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo thực hiện đảm bảo nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ đoàn, kết quả công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên trường học được đoàn trường duy trì thường xuyên, nghiêm túc thông qua việc theo dõi, nộp báo cáo, văn bản tổng hợp, thổ nghị quyết chi đoàn. Với phương pháp, hình thức kiểm tra thường xuyên được đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát như kiểm tra định kỳ, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, học kỳ, cuối năm. Đoàn trường luôn luôn xây dựng, đóng góp ý kiến tham mưu, giúp cho cấp ủy, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu hai đồng chí đoàn viên ưu tú cho đảng kết nạp. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2021-2022 của Ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm trình đại hội.